Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô lắng nghe câu chuyện Tình bạn là gì được trích từ cuốn sách Truyện đọc mở rộng lớp 3 do Quý Book phát hành. Xin mời quý phụ huynh và các em cùng lắng nghe. Tình bạn là gì? Vào một buổi chiều xuân mát rượi, thơm mùi nắng mới, Lan và Ngọc nắm tay nhau tung tăng đi học. Bỗng Lan hỏi Ngọc: "Tớ đố cậu, tình bạn là gì nào?" "Tình bạn là như hai chúng mình này, mỗi ngày đều tới trường cùng nhau, khi về nhà lại chơi cùng nhau." Ngọc vui thích đáp: "Không đúng, thế tại sao gọi là tình bạn được?" "Vậy, vậy tình bạn là gì?" Ngọc tò mò hỏi. "Mẹ tớ bảo, bạn bè là phải giúp đỡ nhau, như khi tớ có bài toán khó, cậu sẽ giải giúp tớ bài này." Lan cười và đáp. Dứt lời, Lan hào hứng chạy nhanh về phía trước. Đột nhiên, chân vấp phải một hòn đá nghênh ngang giữa đường. Cô bé ngã nhào ra đất. Thấy thế, Ngọc hốt hoảng chạy đến, đỡ Lan dậy. "Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?" "Tớ đau lắm, mà làm sao bây giờ? Tớ không đi được nữa rồi." Lan run rẩy. "Đừng sợ, nào cậu lên đây, tớ cõng cậu đi." Ngồi trên lưng Ngọc, Lan nghe thấy hơi thở dồn dập của bạn. Và trong giây phút ấy, cô bé cũng nhớ lại khi nãy Ngọc đã lo lắng, hốt hoảng như thế nào. "Ngọc ơi, hình như tớ nói chưa đúng." Lan ngập ngừng. "Gì cơ? Chưa đúng gì cơ?" Ngọc thở hổn hển. "Tình bạn còn là sự yêu thương nhau. Như khi tớ bị ngã, cậu đã rất lo lắng cho tớ. Và bây giờ cậu còn cõng tớ nữa." Lan nhẹ nhàng đáp. Hôm đó, hai bạn nhỏ cứ thế vui vẻ cõng nhau tới trường. Theo Hồng Thư. Các em học sinh thân mến, tình bạn không chỉ đơn giản là việc chúng ta chơi đùa cùng nhau, mà còn là sự quan tâm, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Giống như bạn Lan và Ngọc trong câu chuyện trên, khi bạn gặp khó khăn hay bị ngã, người bạn thật sự sẽ luôn ở bên cạnh, an ủi và giúp đỡ. Tình bạn cũng là khi chúng ta biết chia sẻ niềm vui và cả những khoảnh khắc không dễ dàng với nhau. Cô mong rằng các em hãy luôn yêu thương và đồng hành với bạn bè của mình, sẵn sàng giúp đỡ và quan tâm bạn. Đó chính là giá trị quý báu nhất mà tình bạn mang lại. Các em hãy nhớ, tình bạn đẹp sẽ giúp các em vượt qua những khó khăn và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trong tuổi học trò. Vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện Tình bạn là gì được trích trong cuốn sách Truyện đọc mở rộng lớp 3 do Quý Book phát hành. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.